kênh Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị. Video này kênh Tử Gia Phát chia sẻ với anh chị về dòng cân inox T7A được sử dụng phần lớn trong lĩnh vực phế liệu hoặc là nông sản hay là những cái mục đích tương tự anh chị nha. Xem xong kênh điện tử inox, kênh nông sản, kênh phế liệu anh chị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại một lần nữa những thông số kỹ thuật của dòng kênh inox TBE này. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái video clip này hữu ích, nó mang đến cho anh chị những cái thông điệp hữu ích về dòng kênh điện tử inox TBE này, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Tử Gia Phát anh chị ha, về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa kênh điện tử ạ. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái kênh này nó đúng với cái nhu cầu sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiện thị trên màn hình, đó là 0909899833. Kênh điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao kênh nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.